không nhìn thấy được. Làm gì như thế anh? Ngày vặt bánh như tôi là 300-500 đồng. Vặt bánh như thế này. Tôi rất là nhiều đồ ăn. Nhưng mà lắc hành được và đây là một cái hình nhá. Đó là tiền công của bà mẹ. 3-4 triệu đồng. 3-4 triệu đồng. Mới chậm rồi không sao. Thank you.
đấy đúng rồi.
ăn ra. Này ô. Này. Ờ đâu. Quá. Ừ. Có chứ, chiều cho mới đánh. Cái này thì bảo anh và chú anh không có cái giày này sáng chứ. Em không hỏi đi, có hay không? Đấy. Em không hỏi chú Bình có giày này. Tốt lắm. Chơi cầm nến. Chơi cầm nến. Chơi cầm nến. Thiếu gì? Cái này gọi là giày gì? Thank you.
nhập lại.